đối lập Ukraine biểu tình tuần hành trước trụ sở của chính phủ, tin từ Kiev. Những người biểu tình đã đóng trại tại quảng trường nằm tại trung tâm thủ đô Kiev trong đêm qua và đã tuần hành tới trụ sở của chính phủ, phản đối việc bỏ ký hiệp ước mậu dịch và cộng tác với Liên Âu để phục hồi các cuộc đàm phán với Nga. Việc ký kết hiệp ước với Ukraine là trọng tâm của cuộc hội nghị thượng đỉnh Liên Âu tại thủ đô Vilnius của Lithuania vào ngày 29 tháng 11. Hiệp ước này sẽ là một bước ngoặt lịch sử đưa Ukraine ngã về phía Tây Phương, rời xa quỹ đạo của Nga. Những người biểu tình đã vẫy cờ đảng của cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko, đi xào các biểu ngữ đòi trả tự do cho bà và nói rằng Ukraine là châu Âu. Cựu thủ tướng Tymoshenko, 52 tuổi, bị tuyên án 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực trong thời gian làm thủ tướng. Các nước Tây Phương cho rằng bà đã bị kết án vì động cơ chính trị và đòi Ukraine phải trả tự do cho bà trước khi ký hiệp ước tại thủ đô của Lithuania. Nga đã đe dọa trả đũa nếu Ukraine ký hiệp ước với Liên Âu bằng cách cắt đứt nguồn cung cấp dầu khí cho nước này. Thành phần đối lập nói rằng Tổng thống Viktor Yanukovych đã không có ý định ký hiệp ước với Liên Âu mà chỉ dùng Liên Âu làm con bài để thương lượng với Nga. Một hiệp ước với Nga sẽ giúp cho ông ta tái đắc cử vào năm 2015.